ông lão cho dừng trận đấu lại. Anh buồn rười rượi rút tiền trả ông lão và hỏi ông lão này, chó của ông là giống gì thế? Trông nó xấu xí, mà sao lại dũng mãnh như vậy? Ông lão vừa đếm tiền vừa trả lời nhẹ nhàng, giờ thì tôi cũng chẳng biết nó gọi là chó gì nữa, nhưng trước khi bị rụng lông, người ta thường gọi nó là sư tử. Qua câu chuyện này, chúng ta rút ra được một số bài học sau. 1. Kẻ mạnh thật sự sẽ không cần ra vẻ trước kẻ khác, nhưng khi cần thiết, hắn sẽ đánh bại bất cứ kẻ nào ngáng đường. 2. Đừng nhìn vào vẻ bề ngoài của đối thủ. Thái độ của họ sẽ cho biết sự tự tin bên trong, và chúng ta cần lưu ý vấn đề này. 3. Lúc chúng ta tự tin nhất, cũng là lúc chúng ta dễ thất bại nhất. Vậy nên, đừng bao giờ tự mãn. 4. Luôn chắc chắn rằng mình đã nắm rõ các thông tin quan trọng trước khi đưa ra quyết định.